cô giáo tiểu học gốc châu Á bị giết chỉ một tuần sau khi có bạn trai qua mạng hẹn hò. Kết án cặp vợ chồng ăn cướp chuyên nhắm vào nạn nhân lớn tuổi châu Á. Tìm kiếm người phụ nữ gốc Việt đã mất tích 9 tháng. Hoa hậu Mỹ gốc châu Á chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Kính chào quý vị đã đến với người Việt Hoa Kỳ Daily News vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày, giờ New York. Cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ. Sau đây là những tin tức liên quan đến người Việt ở Mỹ trong ngày. Cô giáo tiểu học gốc châu Á bị giết chỉ một tuần sau khi có bạn trai qua mạng hẹn hò. Texas. Một giáo viên trẻ của học khu Alief ISD đã bị giết hôm thứ Bảy trong một vụ nghi ngờ là bạo lực gia đình, theo cảnh sát. Học khu đã xác định nạn nhân là cô giáo Wendy Yuan, 28 tuổi, đã gia nhập Alief ISD vào năm 2017 và đã dạy đọc và viết cho lớp 3 tại trường tiểu học Boon. Ngay trước 10 giờ tối thứ Bảy, cảnh sát được gọi đến một ngôi nhà trên đường Oxford Mill Lane sau khi những người hàng xóm báo cáo đã nghe thấy nhiều tiếng súng. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy cô Yuan đã chết ở sân sau với nhiều vết thương do đạn bắn. Theo cảnh sát, cô là người duy nhất sống trong nhà. Nạn nhân được hàng xóm mô tả là một người trẻ trung và sôi nổi. Thật buồn khi biết tin và tất cả chúng tôi thực sự bị sốc, người hàng xóm Sally Thomas nói. Tài khoản Twitter công khai của Yuan tràn ngập những bức ảnh thể hiện tình yêu của cô đối với việc giảng dạy và học sinh của mình. Alip ISD cho biết học sinh và nhân viên tại trường rất đau lòng trước sự ra đi của cô. Chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết về sự ra đi bi thảm của nhân viên Wendy Yuan. Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về gia đình cô ấy trong thời điểm khó khăn này, học khu viết trong một tuyên bố. Học khu cho biết họ sẽ có các nhóm tư vấn khủng hoảng tại trường miễn là họ cần. Mẹ của cô Yuan cho biết bà hoàn toàn đau buồn vì mất con gái. Người mẹ giấu tên cho biết con gái bà nói rằng cô đã gặp một người trên mạng nhưng không bao giờ tưởng tượng được chuyện như thế này sẽ xảy ra. Thật không thể tin được, bà đau khổ khi nói chuyện với phóng viên qua điện thoại. Cô Yuan đã bị bắn chết hôm thứ Bảy tại nhà riêng ở phân khu New Territory của sugarland. Cha Vác Tôn Sơn, 26 tuổi, bị bắt hôm thứ Tư ở Louisiana và bị buộc tội giết người. Các thám tử của Sugar Land cho biết, cô Yuan và Tôn gặp nhau trên ứng dụng hẹn hò Meet Me một tuần trước khi Tôn Sơn bắn chết cô Yuan trong một cuộc tranh cãi mẹ của nạn nhân cho biết bà đã cảnh báo con gái mình về việc gặp một người qua mạng và bà có linh cảm xấu về Tôn Sơn. Con tôi đã cho tôi xem ảnh, người mẹ nói. Tôi không biết tên anh ta. Cô ấy chỉ hỏi, mẹ nhìn có thấy thích anh ấy không? Và tôi nói là không. Cô Du An là một giáo viên tiểu học được yêu mến, dạy lớp 3 tại trường tiểu học Buôn. Mẹ cô cho biết cô là người cho đi thể hiện tình yêu đặc biệt với học sinh của mình. Mỗi thứ năm, cô ấy yêu cầu tôi đến cửa hàng Dollar Store để mua quà cho trẻ em, bà nói mẹ của Du An tin rằng Tông Sơn đã lấy lòng tốt của con gái bà làm điểm yếu. Bà hy vọng anh ta bị giam. Anh ta rất ác, bà nói. Anh ta đã lấy đi mạng sống của con gái tôi. Tôi hy vọng anh ta sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Tông Sơn đang bị giam giữ ở Louisiana. Anh ta đang trong quá trình bị dẫn độ trở lại Texas, nơi anh ta sẽ phải đối mặt với cáo buộc ở quận Fort Bend. Số tiền bảo lãnh tại ngoại của Tông Sơn vẫn được đặt ở mức 500.000 đô la. Các vụ bạo lực gia đình và gia đình ở khu vực Houston đã gia tăng ở mức báo động. Nạn nhân thường im lặng chịu đựng vì họ cảm thấy sợ hãi, bất lực hoặc xấu hổ. Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết là nạn nhân của bạo lực gia đình, đây là một số cách kín đáo để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trung tâm phụ nữ khu vực Houston có đường dây nóng 24 giờ dành cho các nạn nhân của bạo lực gia đình theo số 713-528-2121 hoặc 1-800-256-0551 bạn cũng có thể liên hệ với Family Tan Crisis Center 24 giờ một ngày theo số 281-446-2615. Đường dây nóng bạo hành gia đình quốc gia là 1-800-799-7233. Kết án cặp vợ chồng ăn cướp chỉ chuyên nhắm vào nạn nhân lớn tuổi châu Á, California. Một cặp vợ chồng mà các công tố viên cho rằng chuyên nhắm mục tiêu và cướp bóc những người lớn tuổi gốc châu Á ở quận San Diego đã bị kết án hôm thứ ba. Daniel Misetcu 30 tuổi và Simona Paun, 37 tuổi, đã nhận tội cướp tài sản, âm mưu trộm cắp khu dân cư và trộm cắp người lớn tuổi, vì đã cướp của hai người, và cố gắng đột nhập nhà của một người thứ ba vào tháng 8 và tháng 9 năm ngoái. Văn phòng biện lý quận San Diego cáo buộc cặp vợ chồng này là một phần của đường dây toàn quốc liên quan đến hàng trăm nghi phạm, đã phạm tội tương tự đối với các nạn nhân lớn tuổi. Các công tố viên cho biết Misecu và Paun giả vờ đang bán đồ trang sức, trước khi cướp của hai nạn nhân một chiếc đồng hồ Rolex và một chiếc ví chứa 850 đô la tiền mặt. Họ cũng tặng đồ trang sức cho một phụ nữ ở bãi đậu xe Miramesa, sau đó theo bà về nhà sau khi người này từ chối và cố gắng xông vào nơi ở của bà. Miseku bị kết án 4 năm tù hôm thứ Ba, trong khi Paun bị kết án 1 năm tù, cộng với quản chế. Các công tố viên cho biết hơn 75 báo cáo về các tội ác tương tự ở khu vực San Diego đã được thực hiện kể từ đầu năm 2021, với hàng chục nghi phạm có liên quan. Trong 9 tháng qua, cảnh sát đã bắt giữ 13 người liên quan đến đường dây tội phạm bị cáo buộc và nhiều nghi phạm khác hiện đang bị điều tra và các vụ bắt giữ đang chờ xử lý, văn phòng DA cho biết. Theo các công tố viên, thủ phạm thường hoạt động bằng cách tiếp cận nạn nhân ở nơi công cộng, sau đó hỏi đường hoặc nói rằng họ bị cướp và cần giúp đỡ. Một khi các nạn nhân bắt đầu nói chuyện với các nghi phạm và mất cảnh giác, các nghi phạm sẽ sử dụng các kỹ thuật tay đánh lạc hướng và khéo léo để lấy trộm dây chuyền, đồng hồ, nhẫn và tiền mặt, thông cáo báo chí của văn phòng DA nêu rõ có trường hợp không thành công, nghi can dùng vũ lực để cướp nữ trang. Các công tố viên cho biết phần lớn các vụ phạm tội xảy ra ở bãi đậu xe của trung tâm mua sắm. Người già và một số lượng đáng kể nạn nhân châu Á ở khu phố Miramesa là một trong những nạn nhân phổ biến nhất. Kiểu trộm cướp lưu động này đã phát triển mạnh ở quận San Diego, xung quanh California và trên toàn quốc trong hai năm qua, và thường tiếp cận nạn nhân trong bãi đậu xe tại các trung tâm mua sắm địa phương hoặc trong các khu dân cư, trên các phương tiện cho thuê cao cấp, biện lý quận cho biết. tìm kiếm người phụ nữ gốc Việt đã mất tích 9 tháng. Illinois, cảnh sát Chicago vẫn đang tìm kiếm một phụ nữ mất tích từ tháng 4 năm 2022. Cảnh sát cho biết bà Minh Trân Võ, 51 tuổi, được nhìn thấy lần cuối vào ngày 20 tháng 4 năm 2022, gần North Rockwell và North Ban Moran trong khu phố Lincoln Square. Bà là người gốc Việt, cao 5 phút 3, nặng 160 pound, với mắt nâu và mái tóc đen. Cảnh sát cho biết bà đang bị các vấn đề về tâm thần. Bất kỳ ai có thông tin vị trí của bà Minh Trân Võ đều được khuyến khích gọi cho các thám tử khu vực số 3 theo số 312 744 8266. Hoa hậu Mỹ gốc châu Á chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ lần thứ 71 đã thuộc về người Mỹ gốc Philippines đầu tiên đăng quang Hoa hậu Mỹ vào tối thứ Bảy tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế ở New Orleans. Roboni Gabriel, nhà thiết kế thời trang, người mẫu và giáo viên dạy may đến từ Texas, đã vượt qua 83 thí sinh khác. Gabriel nhắm mắt và nắm chặt tay Á hậu Venezuela, Amanda Dudamel, tại thời điểm công bố người chiến thắng đầy kịch tính, rồi cười rạng rỡ sau khi tên cô được sướng lên. Tiếng nhạc vang lên, và cô được trao một bó hoa, đeo khăn thắt lưng của người chiến thắng và đội vương miện trên sân khấu. Tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ đã đình chỉ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoa Kỳ Miss Brand Corporation sau khi xuất hiện các cáo buộc rằng cuộc thi đã bị gian lận và người chiến thắng đã được xác định trước vào tháng 10 năm 2022. Hoa hậu Texas Roboni Gabriel đăng quang Hoa hậu Mỹ vào ngày 3 tháng 10. Ngay sau khi cô giành chiến thắng, các thí sinh bắt đầu phàn nàn rằng cô thực sự đã được chọn trước để trở thành chủ nhân tiếp theo của vương miện. Hoa hậu Hoàng Vũ 2021 Hanak Sandu đã không kìm được nước mắt và suýt ngã khi bước lên sân khấu lần cuối. Cô tăng cân kể từ khi giành vương miện và cho biết vào tháng 8 năm 2022 rằng cô liên tục bị chỉ trích trên mạng xã hội. Tôi bị bắt nạt vì tăng cân, Hoa hậu gốc Ấn Độ nói. Tôi cảm thấy hơi khó chịu và thực sự ngạc nhiên khi thấy mọi người bắt đầu có ý kiến như thế nào, điều này thực sự không quan trọng. Vấn đề không phải là bạn trông như thế nào, mà là bạn là ai từ bên trong và cách bạn đối xử với mọi người và những gì bạn tin tưởng. Á hậu hai của cuộc thi hôm thứ Bảy là Hoa hậu Cộng hòa Dominica, Andrina Martinez. Trong phần hỏi đáp ở giai đoạn cuối của cuộc thi dành cho ba thí sinh lọt vào vòng chung kết, Gabriel được hỏi cô ấy sẽ làm việc như thế nào để chứng minh Hoa hậu Hoàng Vũ là một tổ chức trao quyền và tiến bộ nếu cô ấy giành chiến thắng tôi sẽ sử dụng nó để trở thành một nhà lãnh đạo chuyển đổi cô trả lời trích dẫn công việc của mình bằng cách sử dụng vật liệu tái chế trong thiết kế thời trang và dạy may cho những người sống sót sau nạn buôn người và bạo lực gia đình điều quan trọng là phải đầu tư vào những người khác đầu tư vào cộng đồng của chúng ta và sử dụng tài năng độc đáo của bạn để tạo ra sự khác biệt gabriel tiếp tục tất cả chúng ta đều có điều gì đó đặc biệt và khi chúng ta gieo những hạt giống đó cho những người khác trong cuộc sống của mình chúng ta sẽ biến đổi họ và chúng ta sử dụng điều đó như một phương tiện để thay đổi Kính thưa quý vị, bản tin của người Việt Hoa Kỳ Daily News đến đây là kết thúc. Quý vị hãy để lại lời bình luận về những sự việc xảy ra tại nơi mình đang sinh sống để mọi người cùng biết. Hãy nhanh tay bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được tin mới nhất về cuộc sống của người Việt ở Mỹ. Chương trình sẽ được phát vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày, giờ New York. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ và bình an.